cục quá. Chết mẹ, bị dính mày à. Cháu con. Mày ra. Cháu con. Đột như vậy. Mày ông chưa vừa rửa xong cứt không vậy? Mày ông chưa vừa rửa xong cứt không vậy? Chào các bạn nha. Thì hôm nay trời Bình Định mình nó nồng lắm. Bắt đầu nó dông, nó chuẩn bị mưa đồng rồi. Mưa đang mưa dông chứ còn chưa vô mùa mưa. Mà bữa nay nói chung là anh em mình nói làm cái ẩn thực nhẹ nhẹ. Chứ bữa giờ trôi anh em nó nắng non rồi nó còn khô quá. Và sáng giờ mình có đi chợ mua được cái vua trường á. Vua trường này thì mình phải đi sớm mới có. Thấy ngon quá mình mua, bữa nay mình làm cái ẩn thực nhẹ nhẹ đó anh em nó thưởng thức nha. Đó, thì cái vua trường này mình mua từ sáng sớm này. Rất là ngon nha mọi người. Mình sẽ hấp cái vua trường này lên. Rồi ít rau rác nữa anh em mình làm cái ẩn thực gọi là nhẹ nhẹ thôi. Để cho anh em nó thư giãn đầu óc bớt rồi chứ mình tờ nén non mà mình trôi dữ quá ăn xíu coi như nó cứ quay đường nó đi nữa khổ lắm nha mọi người. Bây giờ lửa thì mình nói chung mình cũng để lên lửa đâu. Gần tới rồi các bạn ơi, mừng quá. Thì bây giờ mình ẩn thực mình làm món đồ vô trường ngon dữ anh. Chưa? Có bia không? Bia nữa, đồ uống yếu một chút bia nữa. Không ăn chứ còn gì nữa. Ăn ăn, táp ăn. Cho nó review trước luôn. Cho anh review đi. Và anh ăn. Bữa nay tôi cho bay review trước luôn nữa. Em ăn luôn rồi nào. Bà đang dữ không? Cho nó ngon nữa. Đây mình cầm mấy cho mấy đứa em nó đi review hôm bữa nha. Mấy bữa mình nó cầm mấy cho mình, giờ mình đâu mình cầm mấy lại. Cho đỡ nó kêu à, mình sao rồi, coi như làm anh đó mà coi như. Món đâu? Dành anh hết. Món đâu? Nó chưa tới. Để ăn trước luôn hả? Ăn trước đi, mày thưởng thức trước đi, nó lâu nó cho nó nhịn. Đồ, ngon dữ không? Không nhìn mua nó y bại nữa. Mình review luôn nha. Review luôn rồi. Bóc tay cho nó ngon rồi. Xong chịu cách nữa. Anh nhờ mới ngon không? Dạ thôi em giống như Spa TV vậy. Wow. Trời ơi, ơi xì luôn á. Mời bạn nha. Đột quá. Chết mẹ, bị dính mày à. Cháu con. Mày ra. Cháu con. Đột như vậy. Đột mà ông chưa vừa rửa xong cứt không vậy? Đột mà ông chưa vừa rửa xong cứt không vậy? Trời. Ai hết đâu mấy mà mày. Thôi tao cái đó là cái đỡ dành ăn cái bên kia mà mày nôn nếu mà ăn cái bên này cái tao chưa rửa. Biết mà hôm nay đưa tôi anh trước biết đâu á. Chưa làm ruột được luôn á. Chưa làm ruột được luôn á. Chưa. Cái gì vậy? Cái đó là cái đỡ dành. Mẹ ông. Cái này là cái đỡ dành. Đó. Lên chơi. Đỡ dành một cái tay mình review cái đó xem một cái đó tao làm món khác tao chưa làm mà. Trời ơi vậy. Trời có không vậy anh ông. Ô coi. Có. Cái đó gọi là phía chứ sao nói gì lẻ cười giả em. Cái đó là phía. Phía heo. Ờ tôi không ăn nữa không? Không ăn luôn. Đồ này ngô quá. Lâu ngày rồi ông coi tôi sao vậy? Đồ. Rồi thôi. Ồ chết. Thôi anh cái bên kia ơi. Không, buồn cái đấy cứt từ bên kia còn gì nữa. Uống quá. Rồi lâu ngày cho nó review bữa mà nó review cũng ngon không? Uống mấy thôi ạ. Đồ, tụi gì ạ? Đồ. Vô quá. Làm gì vậy? Lâu ngày lâu anh em chưa gì? Anh em chưa review mà như vậy? Một miệng ấy luôn rồi. Anh kính một miệng ấy luôn rồi. Sao cảm giác sao cảm giác sao? Trời mấy thôi được. Chắc uống quá không? Nó đánh nhét à. Trời nó đánh là độ nhăn uống quá. Thì cái đó nó chưa làm nó phải giải đâu chứ. Đồ, về xúc miệng á. Đồ mày giải tấu chơi bồ nó. Anh em lâu lâu lên làm ẩn thực giải không? Giải cái miệng giải tấu sao hung bồ ông. Đồ mày cất công rồi mà.
con mày, con nào bố mày là mấy con đó chứ không? Nó diễm phúc lắm. Ơ xì luôn hả? Ờ. Đưa vô mà. Mày muốn bỏ con đó vô mày, tại bây giờ mày muốn bỏ vô mày ăn bấm tôm ái rồi mà hung là nó bỏ mày liền. Đồ mày mất cái kia ơ xì đậu. Ê nói giỡn nghe chứ biết sao cái đó là tao đỡ tao cho mày quá. Tính nó là nó hay ăn vô ăn giấy đồ quá là mình. Tôi ổng sao mấy cái màn nhảy? Do mày vô mày không hỏi tao trước mà vô mày làm ào ào tao đỡ cho mày ăn luôn chứ sao? Nope. Đồ mày tướng nó hèn như kiểu này ra cho tụi ăn đồ món đồ cho review cầm mấy đó. Đó tao vụn quất mà đem mày vô mày đem mày lanh qué mày bỏ trước nó chứ sao? Để thôi được rồi, ông ăn đi. Đồ mẹ không đồ gì nó, hả? Nó vô mà im nha. Hả? Đó nó vô mới vui. Đúng rồi. Tôi bị ăn là tôi phải đỡ ông ăn như tôi vậy. Đó nó vô nó ăn mới vui chứ còn mày. Tao đâu có muốn đâu, do mày lật đật mà vô mà ăn mà không hỏi anh mày á. Đúng không? Đó. Mẹ, tôi bị đau phải bị. Im nha. Im đỡ nó nha, dụ nó nha. À, tật nó là nó đừng tụi nói đâu. À. Điên ông lắm mà tao đỡ tao vô ông ăn ông bữa tao quan hồn. Thì đấy, tao là tao đỡ tao dạy nó một cái bài học mà ăn cho nó đàng hoàng. Trời mà cứ không. Theo muốn ăn á là phải coi như phải re lên ra làm ăn chứ không phải tới ăn liền. Không tới gần tới. Tới. Ủa, tao tới không? Đợi em tới, đợi em giờ đó, mày nhìn ra ngon. Trời ngon quá anh quá ơi. Từ từ, đó còn quá cái vô ăn chứ. Đồ, mày làm cái gì mày? Mày làm cái gì, có mấy anh em. Bữa nay sao ông thật sao ông rủ vậy không? Mày tao ý là tao thấy anh em nó mệt mỏi quá thật. Mà ông giải lạ tôi thấy ông được hả? Anh em nó mệt mỏi, tao đỡ, tao làm sẵn vô ăn còn chứ nữa. Mấy ông thật bữa nay ông rủ đúng không? Bữa nay anh tạo bất ngờ. Bất ngờ gì? Tự anh làm luôn. Anh làm mày sáng chơi đi vô đây ngay đêm này chơi có cái tánh nó ẩm thực anh mình không đủ có cái tánh nó hay hờn lắm nha. Ủa, mình mà không rủ là nó đi gì hả nha vô đây ngót được ngon lắm nó hay hờn nó gì hả ông anh không gì hết đỡ tôi nói đi dưới ông gì hết đỡ mình tụi anh luôn không ông nói mà đừng có nói nó hờn nó gì hả là mẹ tôi uống luôn nha vô không biết vậy cũng chơi nữa tao vô review ơi mẹ chơi có mày ẩm thực tao vô review ơi bỏ gì ở đâu luôn từ từ cái gì vậy ông chứ giờ review ẩm thực anh chứ làm cái gì mày cứ nói luôn mày vô là bóc bóc cái này mình cũng nói với mọi người luôn nha thì ai cũng nói là quất là anh uống là coi như tèo phèo này nọ bữa nay làm quất mình mấy nậu chuối gì nậu được dạng nậu cái đó cho nó bữa nay lên trên đây nó đâu phải ở nhà đâu mà nó mình bài bán ở trên đây nói chung là anh già nó mới ngon chứ mà làm gì mà nhìn tay giống mày mày lâu ngày ăn miếng làm gì nhồm dữ vậy thì cái này không phải hả cái gì thì lâu ngày nói chung anh em mình bữa nay làm cái món này thì mình cũng mua hai cái nói chung mình cũng có ý đâu bữa nay mình cầm máy quay nha đỡ cho nó ăn chứ kêu sao bích nó cầm máy quay anh em coi như dành anh của nó nữa gì nó... nói gì tôi như là người ít cười nhỏ mọn đi núi làm sao cái mặt nó hôm nay ông cứ... không điếm á cái mặt nhìn ông là không điếm cái mặt nó hôm nay làm ẩn thực coi như nó trời cứ luôn. Trời luôn nó cứ nó sực mình ấy thôi bữa nay mình cho nó ăn mà bây giờ ăn ấy thì sáng mình mua hai cái thì trưng ra mỗi đứa một cái trần ra nhân rần bữa nay ông không ăn nghe ông ở đây tôi trần nghe mọi đứa mọi cái luôn đỡ không trưng cho điều đây nha rần nhớ trưng nha rồi đây đỡ mà đỡ mình làm qua đây cuộc thi á ai anh còn anh chủ quán ở đây ấy ở đây ông ở đây ai ăn nhanh á thì được thưởng 100 ke nha được trời sợ gì vậy có tiền luôn hả nói chung là mày mà đồ ăn gì tao ăn nguyên con bò luôn chứ đừng có nói chuyện mà. Nói chung cái này thì nó ít chứ không phải nhiều nhưng mà ông... mình chủ yếu là mình tính thời gian thì ăn trong vòng coi như cái này nó nhanh thì mình ăn trong vòng làm sao làm trong vòng 1 phút ai mà đứng ra khỏi cái cuộc thi này là sẽ bị thua nha 1 phút cho ăn không 1 phút ăn dập điên này 1 phút dài một phút mà em không kịp không không mà đeo cầm mé tao vô tao thi tao kiếm không phải ông đeo hoài đó ông vô sao mày không đeo hoài thì quay hay đỡ ông chủ quán thì tao ông chủ quán bộ chi dưỡng chi kì đó ông biết là thi không lại ông đưa tụi tướng tôi vô tụi ăn với ông này ông cầu trần thì em có mấy thằng rít với mấy cái sườn sườn hả cô liêm không à chứ mày lua một lua cho mấy sợ một phút mà ông lại là ông tạp một cái là hết mất cái chạy mất có 10 giây là ông đeo hết mẹ mà làm gì chó sao táp mà ông em cười chậm cười mày không quen tôi điên rồi nha mày ông khác luôn đây bây giờ cuộc thi nói cho nó tăng phần kịch tính này đồ đó từ từ tôi bỏ đây ai ăn người lái điên sao đụng cứ nhìn liếc ông đó. Ông ăn hơn tôi không mấy điên dữ ông ăn hơn tôi mà ông đâu làm tiền là tôi bỏ sẵn luôn đó nha
ai ăn thì lấy. Nhưng mà bây giờ giờ này nói chung là mình cuộc thi mà phải có thắng có kia thắng người thua chứ. Bây giờ nếu mà hai đứa em nó bỏ ra người nem chục đó, nếu mà ai thua thì mất nem chục, mà ai thắng thì lấy thêm nem chục đó nữa. Ông có 20.000 túi mà nem chục ông đâu rè, ông chiên ra 20 à. Mấy mà nói tự ái vô mày, ông có người ông cái lúc nào mà hơn 20 mấy mà lớn mà đỡ nhỏ nói giải nói tao nhiều hơn vậy. Ông mà nhờ được hơn 20.000 là tụi chịu nhưng tụi không chịu á. Đó, đồng nhỏ nó nói chị mà dữ không? Đúng ý đúng không? Ông người ông kiếm bao giờ cầm được hơn 20.000. Ông bây giờ ông mà hơn người ông hơn 20.000 tụi cho mấy ông 100.000 này luôn. Nói chị mà dữ không? Đưa coi. Đâu, đéo có tiền luôn rồi. Ông có ăn nào hết đây mà tiền không? Ông có tiền mà thi vậy? Mẹ mày chơi với sợ vậy? Tụi ơi. Đâu mà tiền. Đây rồi, ông không bao giờ mà ông hơn 20.000. Tiền đâu nó biết chỉnh không ông đâu. Ê, ông cũng biết không biết. Mấy nó dịnh hơn gì nữa mà. Người ông biết bao giờ hơn 20.000. Đó, thằng nhỏ rồi, mấy nó nói xị mạc rồi. Mấy tôi biết đâu. Tới nữa, tại tạo bè đứa con, người vợ con rồi. Tiền ăn tiền nước mắm chứ xì dầu hả? Ông có nhiều luôn không? Ông có tiền ăn tiền nước mắm chứ xì dầu, tiền điện, ông nói luôn. Người ông có 20.000 mà. Ông giỡn mẹ ông hầu cho ông thứ ông bây giờ ông chắc con nào theo ông. Ủa nó mà cứ nó cứ sợ trường nó là lâu quá rần mà nó không biết luôn mà đem 20.000 mà mỗi lần nói nó cả vợ bè con rồi gì nữa thằng. Vợ bè con rồi tiền nước mắm tiền điện tiền dầu rồi. Đi bấy rồi. Dạ nói từ khắp chiên ra khắp mà. Dạ mày đâu có vợ hay chứ thiệt bây giờ. Vợ là mai giàu không ông. Ổng mà con nào đó không thiêu chắc là mai sao á. Trời ơi chứ cái lãi là chứ trúng 100% nữa chứ luôn gần nó mới vô mà đi ấy nhọc viên vợ con vợ được bè kia ơi bà bè hàng xóm là mai vợ ảnh thiếu có bộ anh đi à đổ anh về đó anh đi anh đâu dám nói đâu biết sao vợ kêu anh ít nói nó thương đồ nữa chứ vợ khóc đó còn anh ha ê rừng biết sao anh thấy anh hỏng dở nói anh thấy anh ít nói lên anh lưng ơi nói sao vậy tưởng mẹ anh khiêm tốn nha ai ngờ biết sao cái mà anh thú với anh đầu dám nói nhiều không không thiệt ông mỏ mà hồng quen hồng quen vợ ông có hung không ông thú quá mà sao hung anh không có hung anh không có hung giải giờ mẹ luôn trăm ngàn vợ kêu anh đàng hoàng nữa cho đỡ tiền trăm ngàn quay lại rồi thôi đây đây lấy 10.000 về cho đủ 20.000 đây lấy trâu đừng có xin nhục nha bữa nay 20.000 mới ai xài nữa đâu nha không ông mới giải mấy hôm bữa ê rừng mà nhớ hôm bữa thằng nào mà vô quán nước đập cục tiền ấy đủ á đồ mấy em nhấn đồng ổng mà đồ ổng có tiền thiệt là đủ cái mạch có tiền thiệt là cái mạch hầu có dinh dinh nó đớn trời không à cuộc đời tao không chơi những thứ mẹ đây đi mẹ mấy nhiều cuộc đời tao đéo chơi mấy nhiều khổ mày ngồi gỡ súp nó nhìn tao mẹ chọc vô nha mấy mày tao tuổi tao này được ăn gì không mà cuộc đời tao cuộc đời tao nói thiệt nha tao không bao giờ tao cho những thằng mà đi ra đường mà đem 20.000 rồi mấy mỹ chào làm bữa ông thường nói gì không mày cầm 20.000 lúc nào ngoài tao vô đâu vô không vô lấy rồi nó dậy hờn thôi bỏ 20.000 ra là anh đỡ không được sao thành khùng này sao tôi tức chưa vậy ông thua ông 20.000 ông 20.000 cũng được tiền mày đâu tiền tôi không có mấy mẹ tôi thế bây giờ tôi ăn không được không mày nhớ mày khùng hơn tao mày vô anh khơi nha đây bỏ đi đừng bỏ 20 đây đừng bỏ 20 tôi bỏ sao đây 20 đây tôi bỏ tao đẹp ông tôi cho 50 luôn đồ tôi đang thắng chắc mà nó mà chơi trên cơ nó mày chào cho ông gì mà chỉ diện mà chỉ diện nó ở đâu mà chơi vậy mày vô sợ vậy chết anh tôi sợ mà vô mấy tao nói rừng mà nhỏ mày chơi trên cơ nó nhảy cũng được nha mày tôi tụi hồ đếm thời gian đàng hoàng chứ má ông đồ ăn quất nó khùng lắm mày nó ăn liền hả mày cứ chuẩn bị nha ê mà tao nói nãy mà chia ra mà chia đều cho ngon gái này nhớ chia đều nha ông ăn sao với tôi là tôi nuốt trọng là tầm 10 giây là hết rồi đâu 1 2 3 vô gì hai cũng ô lại quần chân đi mẹ trâu không nghĩ nha ô mà cũng nuốt mất chó mấy mày làm như hay ai đâu 1 2 bè đâu hai rử đồ mẹ mệt dữ ông cơ hồ nhàn đang chạy nước miếng nha mẹ điên chú luôn hả 27 đồ mẹ ông đếm số mà ông cũng chơi cái mệt đau đầu dữ không
Thơm. Bé. Đó, anh ơi. Thời gian tới 2 phút còn cho ông hay ý đâu. Gì vậy? Gì vậy ông? Nope. Để gì vậy? Đồ ông. Ông chạy ra khỏi đúng không là ông thua tiền nha. Lấy tiền, lấy tiền. Ủa tôi thắng này. Chạy ra khỏi đúng không là. Tôi thắng này. Tôi thắng ông tiền này, tôi ăn xem này. Chớ gì vậy? Bé đưa tiền này. Cũng biết. Chớ như vậy. Bé thua này nha. Cái vậy là cái chơi trường chưa làm. Đừng nghiêng à. Chưa làm, chơi làm đâu. Mà điều còn cúp trong chơi nặng ra hết. Bé mày điêu mẹ không. Rồi là tôi thắng đâu nha. Ông thua á. Gần thắng nha. Anh gần thắng nha. Ông đừng có nói từ tiền nữa nha. Thành quốc thua nha. Thành quốc rời khỏi cuộc chơi là thua nha. Mấy anh chơi lẹ không? Làm của nó không làm đâu, làm tôi chưa làm yếu anh chứ. Ai đâu biết rồi. Làm hết rồi hả? Mà điều của ông nó còn chút dính chút ấy nữa là thôi. Ấy cái mùi đấy cảm giác sao, mùi đấy sao? Bay mùi gì? Ồ mà ông ăn. Hả? Bay mùi gì? Ông review khán giả ông phải nói cái cảm nhận nha. Nó đánh mà đó. Đó. Đi nghe ra mà đi ra kia nghe đúng không? Ngon không? Chưa làm. Anh còn phải cho ác cưa rồi nha. Mấy cái gì mày? Đưa 20 mày. Đổ tôi thấy ông ra khỏi chung á, ông thua rồi, 20 nghìn nào ông. Đâu biết chân gai, chân gai. Đổ bữa sau qua thử ông còn cầm 20 nữa không? Chân gai. Mẹ ông nó gai tôi mẹ đâu. Gai gì? Mấy ông chơi lại không? Thì tao nói mày rúi mà do anh rừng nó chia rè cho mày rúi cho anh không biết. Ờ cái mặt biếm biếm đồ hồn tôi thấy cái bự á, anh làm chụp cái bự anh táp đi không? Đâu mé mà nói gì nặng dữ quá, nó dù mẹ sao mà nó hết luôn à. Đấy, tao thua đủ bèo không? Dù tao thua nó, bèo. Dù sao nó không lớn mà mày mà chơi mà nói từ táp đồ. Nghe đây chỉ cho tôi ông chơi gài tôi lấy tiền tôi không? Đồ cái gì cứ cầm 20 mà ngày nào cũng 20. Ê thằng rừng tao nói bữa nay mà sốc lắm nha. Mà dù sao nó cũng lớn mà nói nó táp làm phải chó nè táp mày. Sao nãy giờ ông cứ nói đi nói lại quá chuyện đó. Tại đây khác gì có khác gì đâu. Mẹ lên nè nói. Kéo độ chuyên gia khóc mà. Chuyên gia khóc mà nói. Khóc luôn. Điếm thúi cầm 20 ngàn mà nói chuyện tôi. Mày tao lớn nhỏ là nói vậy mày. Mấy trẻ chú coi như đúng chú muốn nói vậy nói sao mày. Gần mà nhớ nha, mà nhớ nha. Mày nhớ nhất đây nha mày. Dù sao nó không lớn. Chú quen đâu, đáng tuổi ông bà. Nhớ mà ông sống ông lớn ông sống có kiểu đấy ai đâu nữa không? Mấy mày nói gì mất vậy với mày? Dù sao loại ông ai đâu trợ ông. Cái con vợ mà cũng đổi đi làm mai thầu với ai trợ. Mày ai chào mày mày. Mày che chú nói với đâu chú ơi. Mẹ dữ dữ không? Mày ai đâu trợ. Tuổi thân luôn cái gì luôn mày. Mẹ đỡ nhỏ. Mày che chú coi như đúng chú đừng nói gì cũng nói mày. Sống rồi vợ cũng đổi làm mai thầu làm gì vậy? Mấy mày chuyện nói chuyện tao mày dối mày đi làm mai. Mày mấy anh rừng tôi tự đáng luôn tôi mày ông rừng bữa nay tao thấy mà hầu bị quế đáng nha dù sao đủ nó dì có mày. Cái tập xấu gì mò thúi ra là mày mày cỏ nó sao vậy chứ vậy tôi chưa nói sao mà giờ không mấy anh việc thiệt hả tôi chưa nói sao mà giờ thứ hai hả quất bây giờ thiệt mày giỡn mà giờ thiệt mày bữa nay nó hơn ở giờ thiệt không mình cũng giờ cho ơn trời ông làm ăn giờ giấy quá mấy mẹ mày chưa review mà giờ những cái gì mà ai dám ăn cái đấy là giờ review không chưa review mà giờ mày ông review gì còn món gì giấu nữa hả món đó chứ món gì con đâu có mồm ăn ông làm gì chưa chịu rửa vệ sinh rồi mà sao ăn mày món vô trường mà nó kêu món gốm mồm mọi người cái đó là mình chỉ bỏ có ít ngợ với mật ong vô cho nó thơm thôi nó càng ngon nữa chứ có là độc ủa vậy ngợ á ít ủ que nó hơi đáng chút chảy nó tưởng mẻ coi như chú vậy mà nãy giờ cứ tương cái kia chủ yếu là con trôi mà đồ vậy phun ơi tao khỏi ăn luôn mày trôi là mình phải trôi vậy đồ mày vậy thâu tàu ông giữa ông tao làm vậy đủ đâu có ấy ông bảo gì là tàu ông giữa mà mày nói quế đáng mày nay mày chỉ nhục nó quế đụng được rồi ông vô ăn ngay tàu ông tao khỏi sao vậy? Nó vô nó ăn tiều phiều lắm tao đỡ nó gì luôn rồi anh em mình vô review ơi mày anh em mình ăn món ngon mà thì cái này nói chung là mình cũng trôi nhẹ nhẹ thôi mà bây giờ quất nó hơn nữa gì thì bây giờ nói chung là anh em mình á là mình đậu cái chỗ đó cho nó rộng rãi á anh em mình ngồi ăn đồ cho nó thoải mái chứ cái chỗ nãy thì nói chung là mình mới làm lên mà mấy đứa nó vô làm ào á thì mình cũng trôi nhẹ nhẹ thôi bây giờ cái này thì nói chung mình ngợ chứ gì đâu mà sợ ngợ với mật ong chụp nãy làm nãy mất hồn ông bóng hồn gì vậy luôn rồi mày tướng như mẹ như thiệt á tướng nó giờ tướng nó vàng sao nó vàng mà sao nó ăn dùng nó đánh nhẫn như vậy thì nhẫn thì ủ que nước ủ que với gì đâu chưa thì cái này bây giờ mình cũng đổ cái cách review của mình nha
mỗi hôm là mình cắt ra nhưng mà mình thấy ăn giả nó không có đẻ thèm. Bữa nay mình ăn thử một cái như mọi người nấu thường ăn nha. Cái cách mà nấu dùng tay nấu ăn, ăn một miếng cho đẻ nha mọi người. Thì cái này mình nói chung là mình ăn cái này mình cảm thấy là nhiều người nấu ăn mình thấy cũng ngon lắm. Mình bữa nay mình thử, mình ăn thử một bữa thử ấy. Chứ còn nói chung là mình mỗi hôm là mình ăn đủ có đồ mình ăn sạch sẽ. Cái này mình ăn gọi là cái này mình thử thử một lần thử nó đẻ miệng nha mọi người. Lẹ. Mời mọi người nha. Cảm giác lẹ. Cảm giác lẹ. Dữ không? Trộn giải mình nãy làm mất hồn. Ngon mọi người ơi. Mấy anh trời nó đẻ cái miệng ấy mọi người. Mời mọi người nha. Trộn. Anh trời thì nhiều người nó kêu mình là anh ngon là anh nó không sạch sẽ đồ ạ. Mà đồ anh nó không sạch sẽ đâu cái gì đâu. Trong cái này mình thử ăn một bữa giống như mấy người mình tập bách á, anh thấy đẻ miệng quá. Đây mình học thêm mà ăn thử một bữa hưởng thấy nó ăn ngon lắm mọi người, cái này thấy ngon lắm. Người thấy nó dụng như mình cặp tay đồ nó không được á, mọi người thông cảm nhé. Rồi mình thử thưởng bữa thử ngon không? Mình thấy anh đẻ miệng thiệt. Cùi này nó giòn. Mình hấp lên nó giòn mà nó sực rồi. Nhớ kèm nó rau mà đẻ miệng lắm. Mời mọi người nha. Anh cho trường mình nha. Anh kiểu này đẻ không à? Anh kiểu này thì nói chung là nhiều người nào nói mình là anh nó hơi bẩn á, nhưng mà tại vì mình bóc tay bóc đồ á nó không được sạch, nhưng mà mình thấy cái này thì anh thấy nó đẻ miệng thiệt. Mời mọi người nha. Chấm mắm đây thì mắm gừng à. Đột nãy anh vô trò vậy em chữ ông có quét không kìa. Đột chữ quét ông tưởng mình hôn mất vậy ông rồi chứ. Trả chữ vậy cho nó quen. Sợ quét quá. Làm quét một lần nữa nha, quen rồi sao nó rút cái nhiều. Qua mọi người. Đúng là anh dài mình thấy nó đẻ lắm. Nếu mà cái này thì nó nó mèo ngán lắm. Thì cái này mình thấy nó không có ngán. Ăn được nhiều nữa. Kèm ở đâu rồi? Mời mọi người nha. Trẻ thêm ạ. Ừ. Ăn không? Không vậy. Nó giòn hả? Mời mọi người nha. Nó vô trường là giòn. Này sực. Giòn. Dạ sao nãy mày kêu ấy cái kinh đồ xịt dằn trái cũng ăn nhớ cái tật cái chỗ ham ăn tướng nó chưa làm nữa anh tao xịt ngộ làm mất thôi ông tôi ông quất sao ngày nào cũng tôi ông hết tàu ông nhớ không có một bài học ở nó ở sau này nó rút kinh nghiệm đồ nó ăn còn làm vàng. Nghe hả? Má đụng á. Mờ vô nữa. Trên gì ở đâu? Mẹ. Mờ vô nữa. Mày mẹ đi chứ. Thèm ăn vô ăn dầu che à? Nghe gì? Mẹ mày lấy 20.000 tiền đâu đổi xanh đưa riêng kia hết xanh này đâu. Tôi biết ông đưa tiền trẻ tôi đưa đổi xanh. Phải lỡ đâu mà ra đường mày lung lúc xe ha. Mày quẹt cái bè bánh tán rồi lấy tiền đâu mà đền mày. Lúc ai gọi gì anh vợ? Còn giọt cái thứ gì mà giọt nữa. Cũng giọt giọt là mai mà cứ giọt luôn. Mẹ mày đừng có nói là mai nha, tao tự ái. Mẹ mày tao khùng điên hay sao, đó là mai mà. Dài hèn chi coi như gần nó chập cà phải chứ. Lần sau dài tao dạy mà một bài học lần sau mình ra đường, ủa nghỉ nữa đâu. Vậy đó.
20 ngàn mà cái kia đủ chịu không? Đưa đi ơi, đưa đi ơi, trẻ đi ơi. Tao thua thâu đứa trẻ không? Cho gà, cho gà, cho gà. Cho gà gì? Cho gà. 20 ngàn, 20 ngàn mà gà vậy ông chứ gì? Cho gà, đưa đi ơi. Không, ông vô rồi, ông vô, ông ăn ngay rồi. Không vô ăn ngay. Đưa tiền vô anh, đưa tiền vô anh. Đưa tiền ra đôi xanh như chút nữa anh xem qua đây. Ông vô, ông ăn ngay rồi, hù tôi đưa tiền. Mấy anh đưa tiền anh. Anh ơi, chúc mừng tôi trẻ. Không, đưa tiền không? Đưa đi. 20 ngàn mà cứ đòi luôn không? Trẻ tiền đó. Tao vô đáng chịu đâu. Đưa tiền anh, tao biết đưa tiền anh. Té không mày, bữa sau cầm 50 ngàn. Đưa 50 thôi. Trời ơi, tiền của tôi mất rồi lãi ông. Mượn. Không, không, không. À, anh cho ông kia, ông cho ông quýnh nhận nước hay giờ? Quýnh ba, bốn lần, nhận nước cái thằng ở dưới mương ấy. Đấy, dạy cho quán. Quýnh thằng nào, thằng nào, thằng nào quýnh. Nói à. Thằng ra với thằng nào. À, bây giờ mà anh nghe, anh review ơi. Mà mượn người nha, mượn người. Mà thông mà anh vô quét không? Vô lắm, đừng có quét, không ăn chứ. Không chứ nữa. Ông chú ăn cho đầu chứ mà anh vô. Ông sao không? Mẹ không đứa mẹ. Chia rừng. Ông ăn ngủ mày lên, ông chứ nữa mà. Ông cứ ăn, ai cho ăn. Ờ mày ăn đi. Mà anh tao quay. Anh thử đi, ông ăn thử đi. Quay cho anh miệng nó được rồi. Ờ mẹ không biết mày luôn mày. Cũng mày cứ tên này. Mẹ mày ăn tiêu biểu hết rồi. Chú gần tét luôn rồi. Thấy ông chú bị ông đứng ăn đồ thấy lịch sự. Ờ mọi người nha mọi người. Ngon quá. Chuẩn vàng chưa? Đúng rồi. Bây giờ ăn no rồi, có tiền rồi, bây giờ được chưa? Được, dọn rồi. Mẹ hả? Anh sao mấy ai dọn không? Trời. Đúng rồi, đúng rồi. Qua mà đêm đem dọn cho hồi. Đấy, đồng mấy lần mình nữa không? Đồn ta. Dài mày hèn chi việc chứ đồng mình. Đây là nộp chứ rồi phải. Biết nào không? Đây là nộp chứ rồi phải chứ, đừng nói phải nha. Mới đây mày đã lật mặt rồi nha, lấy tiền ăn no. Không biết gì, chưa đánh không biết gì. Mấy cái mày cả thiệt vậy á. Mà không ai ưa nóng à. Đấy, anh xem nào bây giờ đụng tôi dọn đứng dậy kêu dọn đụng mình được chơi đừng chơi kêu đó nha. Ờ dính đấy nữa đừng chơi kêu chó nha. Ờ đừng nói với nó nha. Còn mày mày ông đi đi ông chọn cho ai dọn không? Ờ đúng ông thương ông à, ông nói vậy đúng là người thiệt đấy chứ không thở nào mày đâu tin nấu à. Thao gì ơi giờ lần theo nhớ đỡ có nói anh nữa nha nha. Tao làm gần giờ rừng. Cảm ơn anh chủ quán. Giờ rừng, giờ rừng. Giải hết cho hết tiền trôi. À ừ. Lấy tiền được giờ lắm nè. Đúng không? Má nó quần chừng hết xanh một chút. Ông đi đi. Ông theo đi chơi. Trời ơi, rất cẩn thận chứ nó dập vào lốp chì nha. Ông về cho ông chấp mẹ ông cho nó theo. Mẹ mẹ á, chanh nó vừa, chanh nó chết nữa. Chú à, người giết ông. Nãy giờ mày biết chứ mày ăn đâu mày ăn mà không chịu dọn dọn nè. Tự nhiên anh mất. Đây tôi chú kẹt chú coi giờ đứng trước rồi mày. Mẹ mày nhờ người ta mà phải nói đàng hoàng chứ mà nói ai đợi mày. Đấy giờ tôi với anh em. Nhờ người ta đợi mà không làm đâu. Anh em muốn đem. Có lật mày không? Không. Mẹ nói đi lật mày gì không? Ờ mẹ nữa mẹ đi á đụng mẹ. Anh em. Mẹ đi. Ờ thao đợi nó. Anh em. Đường nó xe quế mà. Giờ thì đường nó treo quá mà đỡ nó dứt thôi nó cũng cười quá thôi đỡ đợi nó ăn đoạn buồn chơi em đi mẹ mày ăn xong rồi mày anh chịu dọn mày mẹ tôi có nhiệm vụ đi view mà đi dọn mẹ ông tụi mẹ nhớ rồi anh chịu dọn